Nhật Khánh kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Nối Kết Yêu Thương. Thưa quý vị, một trái tim nhỏ bé nhưng có thể mang đến sự sống cho cơ thể. Cũng như vậy, những đứa trẻ dù non nớt nhưng lại là tương lai của cả một đất nước. Bởi thế, chúng tôi tin rằng bất kỳ ai cũng không khỏi xót xa nếu biết rằng mỗi năm chúng ta lại có thêm rất nhiều trẻ em sinh ra mắc bệnh tim bẩm sinh. Trong số đó, có không ít trường hợp không được phẫu thuật kịp thời vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đó cũng là lý do vì sao hơn 10 năm qua, Quỹ Nhịp Tim Việt Nam nỗ lực duy trì hoạt động của mình. Và trên hành trình này, chúng tôi nhận ra một điều thật diệu kỳ rằng một trái tim đầy tình yêu thương có thể làm hồi sinh những trái tim yếu ớt cần được giúp đỡ. Và ngay bây giờ, kính mời quý vị cùng bắt đầu theo dõi chương trình ngày hôm nay. Với mục tiêu góp phần giải quyết những vấn đề y tế trong cộng đồng, đồng thời góp phần hỗ trợ giảm tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ sơ sinh tại các tỉnh khó khăn của khu vực miền núi phía Bắc. Ngày 18 tháng 8 vừa qua, tại Sở Y tế tỉnh Lai Châu, với sự tham gia của đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các ban ngành liên quan, Quỹ Toyota Việt Nam phối hợp với tổ chức Vina Capital Foundation đã tổ chức buổi lễ trao tặng 9 bộ xe đẩy dụng cụ cấp cứu tiêu chuẩn, bao gồm xe đẩy, máy hút đàm nhớt, máy sốc điện và dụng cụ dùng trong cấp cứu cho 8 bệnh viện của tỉnh Lai Châu. Có thể nói là cái xe đẩy cấp cứu nhi này là một cái phương tiện rất là hiện đại và rất phù hợp, đáp ứng tốt cho và nhanh trong cái quá trình cấp cứu nhi khoa. Chúng tôi thấy là rất cần với một cái tỉnh miền núi đang còn gặp nhiều khó khăn. Sở Y tế chúng tôi cũng đã có một cái sự chuẩn bị tương đối là chú đáo, đó là sẽ có văn bản chỉ đạo tất cả các đơn vị phải quản lý sử dụng cho nó hiệu quả các cái trang thiết bị nói chung và cái xe đẩy để cấp cứu này nói riêng. Chúng tôi tin tưởng rằng hoạt động ý nghĩa này của chúng tôi sẽ góp phần tích cực trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam trong lĩnh vực y tế. Chính vì vậy, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với quỹ Vina Capital Foundation để cân nhắc triển khai hoạt động này trong thời gian tới. Cụ thể là sau tỉnh Lai Châu, chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá và lựa chọn theo các tiêu chí của chương trình để lựa chọn ra những tỉnh phù hợp trong thời gian tiếp theo. What we're doing here today would not be possible without Toyota Foundation. We are just the glue. We work between the government of Vietnam and the medical community in Vietnam and the donors to make sure that the right equipment and the right training is provided to places like Lai Châu. We are committed to these provinces that so desperately need help, and we could not do it without our donors. And Toyota is one of our major donors, and we appreciate them very much. Với phương châm trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại, hơn 10 năm qua, Quỹ Toyota Việt Nam luôn không ngừng nỗ lực đóng góp tích cực cho xã hội với nhiều hoạt động ở các lĩnh vực như an toàn giao thông, môi trường, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, y tế. Từ đó góp phần hỗ trợ người dân địa phương cải thiện chất lượng cuộc sống và có cơ hội tiếp cận những điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Một xóm nhỏ ven sông ở xã Nhân Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Đằng sau những hình ảnh yên bình thường thấy là cuộc mưu sinh vất vả của những phận người tha phương. Gia đình anh Phạm Văn Khánh Linh và chị Nguyễn Thị Cà là một trong những hoàn cảnh như vậy. Cuộc sống mưu sinh không đất đai, nhà cửa của anh chị đã khó khăn, nay lại càng éo le hơn. Khi một năm nay, gia đình phát hiện đứa con gái đầu lòng là em Nguyễn Thị Mỹ Chi mắc bệnh tim bẩm sinh. Trong khi con sông chảy ngang nhà ngày càng ít cua, cá, nguồn thu nhập của gia đình càng hạn hẹp, thì bệnh tình của Chi lại đòi hỏi một khoản tiền không nhỏ. Đến nay, Chi đã hơn 2 tuổi, nhưng gia đình chỉ có thể cho em thăm khám bằng bảo hiểm y tế. Những tấm ván, tấm thiết dùng để dựng nhà mấy năm qua cũng đã hư hỏng nhiều. Nhưng có lẽ ngày nào còn canh cánh bên lòng căn bệnh của con, thì cha mẹ của Chi cũng đành phải ngậm ngùi để mặc căn nhà bị đe dọa mỗi khi trời nổi mưa giông.
nhân dân ở huyện An Phú, nhất là cái huyện vùng giang cặp cái biên giới Việt Nam Campuchia, hầu hết là người dân lao động nghèo khổ. Thông qua cái khám lọc tim cho trẻ em thì gia đình nghi ngờ trẻ có dấu hiệu bệnh hoạn vậy đó, chưa biết phải tiêm hay không. Từ đó được cái thông tin khám lọc, gia đình có đưa cho em đến để khám vào khoảng tháng 3 năm 2017 tại bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc, mượn cái địa điểm đó do cái bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh khám, mới phát hiện em bé này là tim bẩm sinh. Câu chuyện về đôi vợ chồng trẻ và đứa con thơ chẳng may chịu nhiều bệnh tật đã thôi thúc Quỹ Nhịp Tim Việt Nam nhanh chóng thực hiện chuyến đến thăm gia đình. Đường về miền Tây vẫn vậy, những chiếc phà, những con đò vẫn hàng ngày cần mẫn đưa khách sang sông. Hy vọng rằng lượt khách ngày hôm nay sẽ góp phần mang đến những đổi thay tích cực cho sức khỏe của đứa trẻ, cho cuộc sống của một gia đình. Ở nhà thì hai vợ chồng mình sinh sống chủ yếu là công việc gì? Em mất đứa con nhỏ làm rồi, con nên chồng em làm. Và em ở nhà em lo cơm nước và là giữ con. Thế rồi còn em? Dạ, tới nước lên thì đi đâm chuột với đi giăng câu giăng lưới, sóng gió lên xuồng nhỏ không dám đi ra ngoài ở nhà. Rồi tới nước giật thì ai mướn gì mình làm ở đó. Hai vợ chồng lấy nhau lâu chưa? Dạ cũng được 5 năm rồi vậy. Mình sinh hoạt ở đây như thế này nè, có những cái bất tiện như thế nào không? Chứ chị thấy cái chỗ ở của hai vợ chồng nó cũng rất là khó khăn. Tại người ta cho ở đậu. Là đất này là đất của ai? Của bà ngoại hàng xóm ở đây nè, như bà quen đó kêu bà ngoại hàng xóm. Là bà cưu mang mọi người ở đây là cái là xóm lao động nghèo đúng không em? Dạ. Là người dân ở đây là cũng công việc giống như em hả? Dạ, vậy đúng rồi chị. Ở gần bờ sông vậy có sợ, có lo nguy hiểm như thế nào không? Sợ giống khi mưa tới rồi cây vớt ngã nhà nó hơi nhỏ rồi sợ nó dột. Đâu phải lúc nào em cũng phải 24/24 trong bé Chi đâu. Rồi em cũng phải làm công việc nhà, làm này làm nọ, rồi gần bờ sông vậy rồi có lo cho Chi không? Dạ có. Tại chỗ nhà đất của người ta cho mình ở đâu thì mình ở đó, mình đâu dám đòi hỏi đâu vậy. Ở đây là mình ở miễn phí thôi chứ không có đóng tiền gì hết, chỉ đóng tiền điện thôi đúng không? Dạ, rồi. Điện vô truyền ta. Rồi cái căn nhà này là vợ chồng gom góp tiền dựng lên hay là nó có sẵn? Người ta cho, người ta cho nhà, người ta cho cây, cho thiết nãy kia đóng. Làm sao mà mình biết Chi mắc bệnh? Tại đợt đó em dưới rồi nóng, thấy em lên tới bệnh viện An Phú đó, rồi em khám, rồi khám tư á chị. Rồi bác sĩ Phong nói bé bị tim bẩm sinh, mới biết. Đó là Chi bao nhiêu tháng tuổi em có biết không, em có nhớ không? 21 tháng. Từ lúc sinh ra là bé nó phát triển bình thường á, mình không hề có dấu hiệu gì hay là tại mình chủ quan mình không đi khám? Không có khám chứ không thấy nó bình thường này kia, không chú ý. Tại lo đi làm rồi không có được ở không, gần gũi cháu rồi không có biết nó bệnh cái gì, rồi tới ngày mà nó đau nhiều mới khám, nó chở đi khám được, mới biết. Rồi cái lúc mà mình phát hiện bác sĩ nói là bé Chi bị mắc bệnh tim như vậy, lúc đó tâm lý hai vợ chồng như thế nào? Cũng lo, sợ nó nặng này kia, rồi sợ nó nặng rồi nó chậm đó, sợ nguy hiểm tới tính mạng con. Bình thường á, khi mà nó bệnh á, rồi mình có ảnh hưởng gì đến cái gì chăm sóc Chi không? Nó có khó khăn hạn chế gì cho em không? Nhậm khi chọc nó khóc quá, miệng mồm nó xanh với nãy kia. Bây giờ mình có đang phải còn vướng nợ ai không? Có chị, chồm sớm với mượn người ta với kia nữa chị. Bây giờ cái mức nó lên như thế nào rồi? Cũng cỡ hai mấy ba chục triệu chị. Bác sĩ có khuyên là đưa bé đi mổ như thế nào không em? Nào người ta mổ, ta điện người ta cho hay. Rồi em cũng như này cũng dán đợ này mằng mặn mót kiếm tiền nuôi cho bệnh cho con cho khỏi hết bệnh. Rồi có nghĩ là mình cố gắng cho dù có tốn kém bao nhiêu cũng phải lo chạy chữa cho Chi hết bệnh không? Dạ có, cả nào cũng phải lo cho con hết bệnh nãy kia. Có bao giờ mà hai vợ chồng mình khó khăn quá, mình túng quẫn quá, rồi mình nghĩ cứ lay lót cho con tới đâu hay tới đó không? Khó khăn nhất thì làm không, lúc đó không ra tiền thì để con vậy đó. Mình làm sống ngày nào hay ngày nấy chứ cũng không biết lo mượn người ta quá nhiều, không dám mượn nữa. Em cũng không biết nói gì hơn, để trong lòng thôi. Để trong lòng đau buồn trong lòng với con mình vậy, mình phận làm cha mà lo cho con không được. Bây giờ mình sẽ nghe bác sĩ
có những cái nhận định chuyên môn về cái tình hình của Chi như thế nào để mà mình an tâm hơn nha. Dạ xin mời bác sĩ ạ. Bệnh của bé Chi á, tức là mình gọi là bệnh còn ở động mạch. Thì cái ống động mạch đó là một cái cấu trúc cần thiết khi mà nó đứa trẻ nó ở trong bụng mẹ bắt buộc phải có. Nhưng mà ngay sơ sinh thì cái ống đó nó phải đóng. Mà vì nó không đóng cho nên là giữa hai cái luồng máu có một cái nơi máu áp lực cao, một nơi cái máu áp lực thấp. Cái nơi áp lực cao là máu đỏ đó, nó chảy vào trong chỗ áp lực thấp cho nên nó tạo nên cái sự ứ trệ máu ở trong phổi cho nên đứa trẻ nó sẽ khó thở và nó gây nên cái tim phải làm việc rất là nhiều. Thì cái bệnh này thì mình có thể điều trị được mà không cần phải mổ. Mình sẽ can thiệp, mình đóng dù. Tôi sẽ đóng dù cho bé. Như vậy sau khi đóng xong rồi thì bao lâu bé sẽ hồi phục và sau này thì nó còn tái phát nữa không bác sĩ hay là nó dứt luôn? Thông thường thì mình đóng thì khoảng một ngày sau thì cho cháu xuất viện được. Và cháu nó về nó có thể đi bình thường giống như những đứa trẻ khác mà rất là khó biết được là cháu nó đã từng bị bệnh tim. Và cái đó thì nó vĩnh viễn. Lành vĩnh viễn. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Khi bác sĩ nói xong thì bây giờ mình cảm thấy như thế nào? Dạ thấy nhẹ lòng hơn, đỡ lo hơn, đỡ gầu cho con mình. Hôm nay đến đây thì còn có đại diện của tập đoàn Novaland có một cái phần quà muốn trao cho hai vợ chồng. Thì đây là một chút quà nhỏ để cho bé bồi dưỡng sức khỏe, hoặc là trước khi mổ hoặc là sau khi mổ ha, để hai vợ chồng an tâm hơn một tí nha. Chúc bé là được sớm điều trị và sớm mạnh khỏe nha. Rồi thì xin giới thiệu thêm với hai vợ chồng thì ngày hôm nay có đại diện của Quỹ Nhịp Tim Việt Nam sẽ là nhịp cầu nối để giúp cho gia đình, giúp cho bé Chi có thể sớm lên viện để điều trị. Thực sự là nhìn đôi vợ chồng trong một căn nhà nhỏ bé như vậy thì mình mới thấy là sao mà có những người mà khổ như vậy luôn. Mình đi rồi mình mới biết được ngoài cái chuyện mà lo cho con, lo bệnh tật con mỗi ngày thì còn phải đấu tranh dằn với lại cái cuộc sống này rất là khổ. Thì Nhịp Tim Việt Nam hôm nay cũng rong ruổi cùng với nối kế yêu thương đi rất là xa từ chiều, mãi hết một buổi chiều rồi mới tới được gia đình. Thì cũng chỉ mong là mình sẽ là một cái cầu nối, chương trình Nhịp Tim Việt Nam sẽ là một cái cầu nối để đưa những cái hình ảnh này, đưa những cái thông tin của gia đình đến với nhiều người hơn, để cầu mong là sẽ có nhiều cái mạnh thường quân, nhiều cái cánh tay hơn nữa đồng hành cùng chương trình Nhịp Tim Việt Nam để mà giúp cho bé Chi cũng như là giúp những cái gia đình mà nó sống ở vùng sâu vùng xa như thế này có cơ hội được có một cuộc sống khỏe mạnh. Cảm ơn chị Huệ rất là nhiều. Hai vợ chồng cũng nghe chia sẻ của chị Huệ, đại diện cho Nhịp Tim Việt Nam, đã có những cái lời khẳng định, những cái lời hứa và những cái sự thông cảm sẻ chia về hoàn cảnh của gia đình như thế nào, đúng không? Thì nghe những cái lời chia sẻ đó, hai vợ chồng cảm thấy sao? Em cũng thấy rất cảm ơn nhiều. Cảm ơn chị Huệ nhiều hơn, cũng đỡ lo cho con em nhiều hơn. Nghe xong thì mình cũng cảm thấy an ủi được phần nào, đúng không? Cho dù có khó khăn như thế nào thì bây giờ đã có Nhịp Tim Việt Nam đến đây sẽ là nhịp cầu nối kêu gọi những cái mạnh thường quân, những cái nhà hảo tâm khác, người ta chung tay sẽ hỗ trợ để mà có thể mang lại trái tim khỏe mạnh cho bé Chi. Thì lúc đó là chị hy vọng là khi mà bé Chi khỏe mạnh rồi á thì hai vợ chồng mình sẽ an tâm cố gắng để mà mình tập trung mình lo cho kinh tế của gia đình tốt hơn, để mà còn lo cho tương lai của Chi nữa, tại vì Chi còn rất là nhỏ thì bé cũng còn phải đi học, còn cái đường đời rất là dài, cho nên là hai vợ chồng cũng phải cố gắng nha. Kính thưa quý vị, thông qua những câu chuyện được kể trong chương trình Nối Kết Yêu Thương, chúng tôi hy vọng sẽ phần nào giúp lan tỏa tình yêu thương đến sâu rộng hơn trong xã hội, để những trái tim trẻ thơ mắc bệnh tim bẩm sinh được lành bệnh, để các em có được cơ hội lớn lên khỏe mạnh như bao bạn bè. Một lần nữa, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn những nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. 100% đóng góp của bạn vào Nhịp Tim Việt Nam sẽ được sử dụng trực tiếp giúp phẫu thuật cho trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh. Mọi chi tiết xin liên hệ Nhịp Tim Việt Nam, số 14E21, đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028 38 27 87 87. Website nhịptimvietnam.org.